Dì Thanh ơi, hả? Dì coi nè, con thấy cái gói này trong túi quần của anh Trực. Trong đầu của anh Trực hả? Dạ. Ngồi đã không mày? Chứ tao đạp mệt lắm à. Anh Trực. Anh Trực. Ê, anh Trực. Trực. Anh Trực. Mày để tao. Anh Trực. Đứng lại. Anh Trực. Đứng lại. Anh Trực. Đứng lại. Đi ra. Trực. Đứng lại. Trực. Tại sao anh lại làm như vậy để hại dì Thanh? Dì Thanh đối xử tốt với anh như vậy mà. Nhắn với cô chú ba là cho anh xin lỗi. Thật ra anh đã nói dối với mọi người nhiều quá. Tại sao anh lại phải nói dối? Nguyện nè, làm người lớn đôi khi rất là mệt mỏi. Không phải lúc nào mình cũng có thể nói ra những sự thật để bảo vệ mình và người thân của mình. Em hiểu chứ? Mẹ em nói, nói dối là không có tốt. Thật ra anh cũng giống em vậy. Anh mồ côi từ nhỏ, được chú Sáu Quyết và cô Mùi giúp đỡ anh, nên bây giờ anh phải trả ơn. Nhưng anh cũng biết đó là việc làm sai trái mà anh không thể can ngăn được, nên anh mới cố tình để lại quần áo có dính hóa chất. Anh tin là cái mũi thính của em sẽ phát hiện ra sự thật. Anh sẽ đi thú tội với dì Thanh. Sao mà người lớn rắc rối quá vậy? Nguyện nè, em có giận anh không? Anh xin lỗi em nghe. Nghe anh giận nè Nguyện. Là một thằng đàn ông, có ơn thì phải trả, dù cái giá phải trả rất là cao. Anh cũng từng là một đứa trẻ mồ côi, anh cũng từng lăn lộn trong giới giang hồ. Họ có quy ước ngầm với nhau là hình xăm. Nếu hình xăm là một bông hồng đỏ trên tay thì đó là một đứa trẻ mồ côi. Còn hình xăm trong trống của người bắt cóc mẹ em thì em nên đi tìm ở bến xe hay một địa bàn nổi tiếng nào đó, vì anh tin ở đó anh ta chắc chắn có số má. Nguyện nè, ra đời nhớ đừng quá thật thà, nghe chưa? Anh đừng lo, mẹ em nói làm người tốt chắc chắn sẽ được gặp người tốt mà. Anh đã tin và sẽ tin như vậy. Thôi, tạm biệt em. Chúc em may mắn. Chào anh. Xin anh hãy bảo bọc cho Nguyễn. Nó là thằng bé có tâm hồn thánh thiện nhất mà tôi từng được kết thân. Thôi, tôi đi đây. Cảm ơn. Chào bà. Dạ. Có chuyện gì mà hai anh tới đây vậy? Chúng tôi mời bà về đồn để giải quyết về việc cố tình làm hại xưởng bún của bà Thanh. Chuyện của nhà bà Thanh tôi có biết gì đâu mà giải quyết.
Chúng tôi đã có chứng cứ. Chính ông bà đã sử dụng anh Trực bỏ hóa chất vào khâu sản xuất bún, làm người dân bị ngộ độc. Ủa, có chuyện gì vậy mấy chú? Ba, gì vậy? Ba, bình tĩnh coi. Ba, ba, ba ơi, ba tỉnh lại đi ba. Ba. À, con. Dạ. Trời đất ơi, đi đâu mà dì tìm con suốt không được vậy? Dạ, con với anh Tám đi gặp anh Trực có gì? À. Dì ơi, dì giúp anh Trực nha dì. Anh chỉ bị ông bà Sáu ép buộc thôi à. Rồi rồi, con đừng có lo, dì cũng làm giấy bãi nại cho thằng Trực rồi. Nha. Dạ. Trời ơi, thằng nhỏ này bà coi nó kìa. Thằng nhỏ này nó giống bà y chang vậy trời. Giống gì? Trời ơi, việc gì cũng ôm đồm thấy sợ luôn. Ông này. Chắc là kiếp trước dì Thanh là mẹ của con á chú. Cần gì kiếp trước? Nói gì? Kiếp này không được sao? Bà. Hả? Không ấy, tôi nhận nó làm con nuôi luôn ha. Tới bây giờ ông mới nhận ra hả? Tôi á đã coi thằng Nguyện á giống như con trai của tôi từ lúc nó bước chân vô nhà này rồi. Tôi biết mà. Dì Thanh ơi, con thấy anh Trực nói đúng á dì. Con không thể nào ở đây được nữa. Con phải đi tìm mẹ của con. Nè nè, lẹ lên anh trai. Rồi lên luôn. Lên luôn. Xe chuẩn bị chạy, xe chuẩn bị chạy nha. Mẹ anh ơi, đi gì đâu? Ai mua không? Bánh mì đi ngon chú luôn. Ơi. Lẹ lẹ bà con ơi. Chú ơi mua giùm con. Ai mua bánh mì không? Bánh mì nóng hổi 2.000 một ổ. Bé, đây là một bánh mì. Dạ. Này chú. Ê bé, sao nói bánh mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn mà giờ nó cứ ngắt vậy nè? Mới vào lớn mà biết lừa gạt rồi hả? Lừa gạt cái gì mà lừa gạt? Con mới lấy ổ bánh mì đó từ hồi 4 giờ sáng. Lúc đó còn nóng. Bây giờ chưa trời. Chú nghĩ coi còn nóng không? Xe này nè con. Nguyện, dì cứ để sẵn chả lụa với lại cá khô trong ba lô của con á. Đi dọc đường á, đói thì lấy ăn nghe không? Dạ. Nghe dì dặn nè, nếu mà lên Sài Gòn á tìm không gặp được mẹ con á thì trở về đây với dì nghe. Dì luôn chờ con về đó. Con luôn coi dì như là người mẹ thứ hai của con. Nếu sau này con tìm được mẹ của con nhất định sẽ đưa mẹ con về thăm dì. Ừ. Con cảm ơn dì đã nuôi nấng con trong thời gian qua. Con đi, con sẽ luôn nhớ dì. Dì ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe nha dì. Ừ, dì biết rồi, mà con đừng có nói vậy. Lời ơn nghĩa đó là vợ chồng dì nói với con mới đúng. Vợ con lấy lại uy tín của sân bốn nhà dì mà. Dì cảm ơn con không hết. Đừng nói lời khách sáo không vậy, nghe không? Rồi lên xe luôn em trai ơi. Thôi, xe sắp chạy rồi, con đi đi. Nha. Lẹ lên nè. Dạ. Nhanh, xe dạ, chuẩn bị dạ, chạy dạ. Rồi nè. Lên luôn em trai. Giữ gìn sức khỏe nha con. Xe chuẩn bị chạy nè. Nhanh. Thank you.
Nguyễn, con đi đường có mệt không? Dạ. Hả? Lúc nào con cũng nghĩ tới mẹ hết đó. Cho nên mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Trời ơi, thằng cháu con này mới bay lớn mà đã biết nịnh mẹ rồi. Nè, con có đói bụng không? Để mẹ vô bếp nấu gì cho con ăn nha. Dạ, con lúc nào cũng thích món mè chân của mẹ hết đó. Mẹ nghe chưa? Mới vừa nhắc tới bụng con nó kêu rột rột, con chịu hết nổi rồi. Mình vô nhà nha mẹ. Ừ, đi đi. Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Không, không con. Tránh xa mẹ tôi ra. Tránh ra đi Nguyễn. Tránh xa mẹ tôi ra. Ông làm cái gì? Ông làm cái gì vậy? Buông con tôi ra. Ông buông con tôi ra. Nguyễn, Nguyễn ơi. Mẹ, Nguyễn ơi. Mẹ, mẹ ơi, trả mẹ lại cho tôi. Buông tôi ra. Trả mẹ lại cho tôi. Mẹ, mẹ ơi. Không, trả mẹ cho tôi. Trả mẹ cho tôi. Trả mẹ lại cho tôi. Mẹ ơi, mẹ. Dạ con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Tới trạm rồi nha bà con, xuống nha bà con. Rồi, từ từ, đừng gấp, tới trạm rồi nha. Xuống xuống, cẩn thận luôn cô ơi. Còn ai ngủ quên không? Kiểm tra đồ đạc trước đi nha. Xuống từ từ nha. Dạ đá đi, rồi, từ từ, đi. Còn té nha em trai. Rồi, còn ai ngủ quên không? Tới bến rồi nha.
xuống liền. Bỏ ra, bỏ ra. Tao chạy cho tao. Của tao, chạy cho tao. Không. Mày ăn giật bánh của tao lần này là lần thứ ba rồi. Sao mày không trả tiền? Đàn ông con trai gì mà tới ngày ăn giật của con gái, không biết mắc cỡ hả? Nè, tao nói cho mày nghe, ở đây không có vụ ăn giật. Tao hết thì tao ăn, tao hết thì tao lấy, không có gì mắc cỡ cả. Mày buôn bán ở khu này, mày không biết tao hả? Tao là Tý đại ca nè. Đại ca, Tý đại ca cái bóc xì nè. Tý hèn, Tý giật thì có. Đoạn giật, cái đoạn giật. Mày, mày ngon lắm. Hôm nay mày dám chửi tao, giờ tao cho mày biết thế nào là hèn, thế nào là ăn giật. Đổi đi đại ca. Đừng mà, đừng ăn giật nè. Ăn giật nè. Chửi tao hả mày? Ăn giật nè, ăn giật. Hèn hả mày? Hèn hả? Trời ơi. Mày là thằng nào sao dám đánh tao? Tao là Phạm Hữu Nguyên. Nghe rõ chưa? Mau xin lỗi con bé. Nguyện, Phạm Hữu Nguyện cái cù loi tao. Mày ở đâu mà tới đây xin tên? Mày đánh tao, mày chán sống rồi. Xin lỗi con bé. Tao nói mày xin lỗi con bé. Nhanh lên. Thôi thôi thôi, tha cho nó đi, để mốt có chuyện. Thả tao ra, mày thả tao ra. Thôi anh, tha cho nó đi, em không muốn anh có thù với bọn này, em xin anh đó. Thả tao ra. Mày coi chừng tao đó, còn con nhỏ này nữa, khôn hồn á, cút khỏi đây đi. Hôm nay tao bán thiếu chai này nữa thôi đó. Dạ. Thôi đi về lẹ đi, chứ ông đập nữa. Con cảm ơn cô. Về đi. Hồi nãy thằng Tý đánh em có đau không? Dạ không. Bánh hư hết rồi làm sao bán được đây? Em hết vốn để lấy bánh rồi, không còn cái nào nguyên để đỡ cái đó. Về rồi đấy. Con đang học bài hả? Dạ. Coi mẹ mua cái gì cho con nè. Tên tên tên. Đây là bánh bông lan đồng tâm mà con thích đó. Con cảm ơn mẹ. Ngon quá vậy mẹ. Mẹ có mua nhiều lắm. Nè. Mẹ để ở đây nha. Nè,
Mai mốt á, mẹ đi Sài Gòn, mẹ về mẹ sẽ tiếp tục mua bánh bông lan đồng tâm cho con ăn. Con chịu không? Dạ, con chịu. Bánh này em lấy ở đâu vậy? Em lấy ngay lò Đồng Tâm á. Bánh này nổi tiếng ngon xưa giờ. Lò Đồng Tâm? Ừ. Ê, thằng đó là thằng nào vậy? Ở đâu chui ra? Em mới điều tra đại ca. Em thấy nói với Hương Nhi nói chuyện với nhau, mà nó xưng hô nó là Nguyện. Chắc nó mới tới đó đại ca. Thằng đó dám đụng tới Tí đại ca này, không yên với tao đâu. Tụi bay á, ra canh cái nhà ga đi, thấy nó ở đâu báo tao liền. Dạ, dạ. Bánh vẫn còn thiếu bơ. Gì? Sao mày biết nó thiếu bơ? Thì nghe mùi là biết liền. Bánh này á, nướng lửa hơi lớn nên nó bị khô và nó không được xốp như là những chiếc bánh đồng tâm mà con đã được ăn. Với lại lòng trắng á, chú đánh hơi quá tay cho nên bề mặt của bánh bị rạn nứt, nhìn không có đẹp chút nào á. Ê nóng mày. Ừ. Ngoài những chi tiết đó ra thì chú còn không quan tâm đến độ ẩm. Có phải không chú? Là một thợ làm bánh lành nghề á, thì chú cần phải biết hết những yếu tố đó. Chú á, phải canh độ ẩm của không khí, rồi nhiệt độ của lò bánh, với lại độ ẩm của lò bánh nữa. Kết hợp những yếu tố đó lại á, thì mới cho ra đời được một chiếc bánh ngon. Ai dạy cho mày biết những chuyện đó? Ờ, dạ, tại con nghĩ như vậy á. Ờ, chắc con ăn bánh nhiều quá nên con biết. Mày đâu ra? Con cả nhà ai? Dạ con ở xa mới lưu lạc đến đây. Con thất lạc cha mẹ. Trời, tưởng gì dân bụi đời. Con không phải dân bụi đời, con có mẹ, con có ba con. Ba con đi xa rồi, còn mẹ con thì bị người xấu bắt cóc. Con lưu lạc tới đây á là để tìm lại mẹ con. Dạ, ảnh nói đúng đó chú. Ảnh lạc mẹ nên lưu lạc tới đây tìm. Ảnh hiền khô và tốt bụng lắm chú. Mới hồi nãy nè, Tí ăn quật bánh của con đòi tiền mà nó không trả. Để vậy nó còn giảm nát mấy cái bánh của con nữa. Ảnh thấy vậy á nên ra tay quýnh anh Tí, ôm đầu máu bỏ chạy mất dép luôn á. Nè, Tí chú nhìn coi, người ảnh giờ hết trơn rồi nè. Tao thấy rồi. Alo, tôi Phú đây. Ừ. Mai tôi chắc chắn sẽ có mặt để tham dự lễ khai trương công ty của anh mà. Anh yên tâm nha. Ừ, tôi đang ở ga đây. Vậy nghe. Hẹn mai gặp anh. Công việc gấp như vậy, sao mình không đi máy bay cho nhanh hả anh? Nhanh một ngày thì đã sao. Tôi cũng đâu muốn trễ hẹn với khách hàng đâu. Bộ bà không muốn có một chút cơ hội tìm lại nó sao? Anh nói như vậy mà nghe được hả? Chân trời góc biển nào mà tôi không tìm. Nói chi là cái ga xếp bé xíu này. Tính ra hai vợ chồng mình thất lạc nó cả chục năm ở đây rồi. Tôi nói thiệt,
tôi không có còn hy vọng gì nữa hết đó. Nhưng mà tôi vẫn linh cảm là thằng nhỏ nó vẫn còn quanh quẩn đâu đây đợi mình. Bánh bông lan Đồng Tâm đây. Ủa bánh ông chú, bánh bông lan Đồng Tâm thơm ngon lắm á. Nhanh lên, nhanh lên đi. Chú, ủa bánh ông chú. Tao sắp khởi hành rồi, nhanh lên. Ai mua bánh không? Bánh bông lan Đồng Tâm thơm ngon 20.000 một ổ đây. Ai mua bánh không? Bánh bông lan Đồng Tâm thơm ngon 20.000 một cái đây. Cô, mua bánh không cô? Bánh bông lan thơm ngon lắm á. Chú, mua bánh không chú? Bánh Đồng Tâm thơm ngon lắm á. Ai mua bánh không? Bánh bông lan Đồng Tâm thơm ngon 20.000 một ổ đây. Nó bán bánh kìa đại ca. Nói kìa rồi. Ê, thằng kia, mày bán bánh bông lan hả? Cho tụi tao mấy cái ăn chê coi. Đúng rồi đó. Cho mấy cái đi, mấy cái đi. Bánh này á là bánh tao bán, không phải để cho. Cho mày á, coi tiền đâu tao trả cho người ta. Mày cho đại ca của tao mấy cái đi, để khỏi bị đánh. Ừ. Tụi bay có quyền gì mà đánh người chứ. Lấy cái quyền làm đại ca ở đây, được không? Bây giờ không nói nhiều, mày đưa bánh hay là muốn ăn đòn? Tao nói rồi, bánh này á là tụi phải mua. Mua cái con khỉ khô, mày vừa ngu lại vừa lì. Tụi bay nhìn gì nữa, lên giật bánh. Mày không đưa hả mày? Tao, bánh của tao. Bánh của tao. Không đưa nè, không đưa nè. Mày làm gì hả? Tao thích làm vậy đó. Tao nói cho mày nghe, tao rất ghét bánh bông lan, nhất là bánh bông lan Đồng Tâm. Ê, bánh của tao. Tụi bay tụ tập đánh nhau nữa hả? Mau giải tán hết chưa? Không tao bắt hết về đồn bây giờ. Hên cho mày lần này chứ không có lần sau đâu. Khốn hồn thì cút khỏi đây. Đi tụi bay. Dạ con cảm ơn chú. Thôi lượm bánh lên đi bán đi. Bánh đây, bánh Đồng Tâm thơm ngon 20.000 một ổ đây. Cô, mua bánh không cô? Bánh đây, bánh đây, bánh Đồng Tâm thơm ngon 20.000 một. Chú, mua bánh không chú? Bánh bông lan Đồng Tâm á, thơm ngon lắm. Con bán bao nhiêu một ổ? 20.000 một ổ. Bánh thương hiệu sao mà rẻ vậy? Bánh này á, chỉ là bánh nhái thôi, nên nó mới rẻ. Còn bánh thiệt á, tới 50.000 một ổ lận. Như vậy bánh này có ngon giống như là bánh bông lan Đồng Tâm thiệt không? Thì dĩ nhiên là không rồi. Sao con biết? Vậy con có ăn bánh chính hãng lần nào chưa? Hồi đó mẹ con có mua cho con ăn rồi, nên con biết. Con nhớ như in cái mùi vị của nó vậy á. Để con coi con có nhớ đúng không nè. Bánh tơi xốp, mềm, mịn. Đặc biệt á là có thêm phô mai ở giữa nữa. Ngon bá cháy bù chét luôn. Ngon bá cháy bù chét là ngon sao? Là ngon hết sảy á. Ngon số 1 luôn. Nhưng mà nhóc, cái bánh bông lan Đồng Tâm chính thiệu con không thể đem so sánh với cái bánh này được. Sao vậy chú? Con thấy á, nó cũng chỉ là một cái bánh thôi à. Thì tại thôi được rồi, để chú giải thích cho nhóc nghe. Nè, tự nhiên ở không đâu mà anh đi nói cái chuyện chuyên môn về làm bánh cho cái thằng nhóc bụi đời này vậy? Đâu có gì đâu. Để chú nói cho con nghe, bánh thương hiệu đó là được làm trong một quy trình khép kín, nguyên liệu được tuyển chọn, công thức được nghiên cứu chuẩn và chính xác từng miligam. Con không thể đem cái bánh thương hiệu mà so sánh với một cái bánh được làm thủ công như vậy. Tại vì bánh bông lan thủ công, cái chất lượng của hôm nay như vậy, còn ngày mai thì lại khác. Nhưng mà theo con lại nghĩ khác. Con thấy là quy trình làm bánh công nghiệp có thể là chính xác về mặt công thức,
Nhưng mà làm sao mà người thợ làm bánh có thể thổi hồn vào những chiếc bánh được? Giống như là cuộc sống vậy. Mỗi người có một tính cách, một khuôn mặt khác nhau. Như vậy thì mới đa dạng được. Với lại chú có công nhận là làm bánh công nghiệp nó chỉ ngon hơn là nhờ sự sáo mòn và rập khuôn hay không? Con có thể cho chú biết sự sáo mòn và sự rập khuôn là như thế nào không? Chú không biết hả? Vậy chú mua bánh cho con đi, con nói cho chú biết. Được, chú sẽ mua hết cái rổ bánh này cho con. Thiệt hả chú? Chú chưa bao giờ biết nói dối, và càng không nên nói dối với một đứa bé am tường về bánh như con. Ê, bây giờ cứ theo kế hoạch mà làm. Bây giờ tụi mình sẽ làm như vậy. Ba đứa mày sẽ đi cầm bảo vệ, còn tao sẽ tiếp cận. Rồi, vậy mà làm. Đi. Vừa lòng anh chưa? Kêu đi máy bay thì không chịu đi, đòi đi tàu. Bây giờ ra đây tàu còn chưa có nữa. Rồi chừng nào mới ra ngoài kia gặp người ta đây? Bà im đi để tôi suy nghĩ mà. Đi tụi bay. Sao hôm nay tàu đến trễ vậy anh? Sao tao biết được? Đại ca nhớ chia em một ít nha. Lại là mày, sao mày cứ ám tao hoài vậy? Trả cho người ta đi. Trả cái bóp cho người ta đi. Mày là cái thái vậy tao phải đi trả. Tao nói cho mày biết, ở đây là địa bàn của tao. Mày khôn hồn á thì biến đi chỗ khác. Cút. Được, mày ngon lắm. Tao nói cho mày biết, tao có thể không tính toán với mày về chuyện mấy cái bánh, nhưng mà lấy bóp của người ta thì phải trả lại, biết chưa? Tài trận rồi, tụi bay còn chối cãi nữa không? Dạ, không phải con đâu. Thằng này mới là thằng ăn cắp nè.
Con thấy nó lấy cái bóp của chú đó, con mới kêu nó trả lại đi. Nó không chịu trả lại, nó còn đánh lại con nữa. Đó, chú thấy không? Cái mặt nó kìa, gian quá trời gian luôn. Trên tay nó nè, nó còn cầm cái bóp này nữa. Nó mới là người ăn cắp. Con vô tội, nên mấy chú cho con về nha. Nó nói láo á, nó mới là người ăn cắp á. Con lấy lại cái bóp từ trên tay nó nè. Dạ, không có đâu, nó mới là người ăn cắp á. Nè, chứng cứ rành rành trên tay nó nè. Đứa nào ăn cắp, đứa nào móc túi, về đồn rồi sẽ biết. Dẫn đi. Đi lên. Đi. Mà anh trình báo là bị móc túi. Đúng rồi, đúng là cái bóp của tôi. Anh kiểm tra lại xem có mất gì không. Không mất gì cả, tất cả còn nguyên. Đó, anh thấy chưa? Em đã nói á, cái tụi bụi đời này nè, không có tin được. Anh đâu có chịu nghe. Con cần tiền, sao không nói chú cho? Tại sao lại ăn cắp như vậy? Con có biết móc túi là phạm pháp hay không? Không, con không có móc túi. Mày không có móc túi, vậy tại sao mày bị bắt vô đây? Thằng này nó không móc đâu, mà chính thằng này mới là thằng móc túi. Còn thằng nhóc này, nó là anh hùng, lấy lại cái bóp cho anh chị, cho nên nó bị đánh te tôi như vậy đó. Nè ông già, ông không có bằng chứng á thì nói chuyện cho đàng hoàng nha. Ông coi chừng tôi đó. Tao không có nói bậy, tao nói là có sách mách có chứng. Mày thấy gì không? Nhìn kỹ đi. Những hình ảnh trong camera này sẽ không bỏ sót bất cứ hành động nhỏ nào của mày đâu. Mọi người qua xem đi. Làm gì mà suốt ngày cứ phá đám tao. Mà tụi bay biết nó bán ở đâu không? Nó lấy bánh của ai? Hình như là bánh Đồng Tâm. Mà ở cái sân ga này, bánh Đồng Tâm là chỉ có ông Hai Bảnh mới bán thôi đại ca. À, được lắm. Vậy tới đó phá nát cái lò cho tao. Không được đâu đại ca. Không được đâu đại ca ơi. Ông Hai Bảnh á, ông như dữ mà ông còn khỏe nữa. Đúng rồi đại ca. Mấy anh em mình á, mà làng hoạn á, là tới đó ông nướng mới thành cái bánh luôn á đại ca. Đúng là một cái đám ăn hại. Tụi bay dùng sức không được á thì dùng cái này, hiểu chưa? Dạ. Còn nhìn cái gì nữa? Mày đi tới đó coi theo dõi tình hình sao rồi về báo tao. Dạ đại ca. Thằng nhỏ nó nói gì ta? Đo độ ẩm không khí, canh nhiệt độ trong lò, nướng lửa nhỏ, thời gian dài, cái gì nữa nè? Rồi canh nhiệt độ thích hợp. Đúng rồi. Thì mới cho ra được chiếc bánh ngon. Ủa? Vô đây phụ luôn nhỏ. Vô đây con. Nè, qua đây. Phụ chú một tay coi. Bây giờ tách lòng đỏ lòng trắng ra hai thao cho chú coi. Dạ. Trời ơi trời, làm gì vậy? Con ơi, muốn làm bánh bông lan thì cơ bản nhất con phải biết tách trứng. Rồi, để coi chú làm cho con coi nè. Nè, nhìn nghe. Nè. Lòng trắng bên này. Con làm vậy ha. Tự nhiên trồng trắng nó sẽ quang bên, trồng đỏ nó sẽ quang bên. Đó, con thấy chưa? Trồng đỏ không này thấy không? Đó, bỏ đây. Biết làm chưa? Lâu, làm thử tôi coi. Đập gì nhẹ. Ừ, nhẹ thôi. Rồi lòng đỏ. Từ từ, con tách nhẹ ra. Rồi, đó, rồi, nghiêng qua, rồi nghiêng qua đây, đúng rồi, qua bên đây nữa, đó, rồi trở lại lần nữa, rồi thôi, bỏ trong đó qua đây. Thấy không? Dạ. Đơn giản không? Dạ. Đây là những cái nét đầu tiên cơ bản thôi, thấy không? Còn nếu mà con muốn tách nhiều hơn á, thì con biết cách nào không? Đem hết cái đống này, bỏ tủ lạnh, bỏ ngăn đá ngàn, chừng nào trứng nó đông lại á, dễ tách ra lắm. Dạ. Thấy dễ không? Dạ dễ. Bây giờ bắt đầu nè.
À chú, con nghe nói á, là khi nào mà úp cái thau xuống á, mà lòng trắng trứng không rớt ra là đạt phải không chú? Đúng rồi con. Một muỗng bột, thêm một muỗng nữa. À, tới sữa. Đây. Hai bột, cho thêm sữa. Bỏ thêm miếng vani nữa này thấy không? Bỏ thêm miếng vani. Rồi bây giờ mình phải đánh đều tay lên. Rồi mình phải đánh đều lên. Rồi xong, bây giờ mình bỏ vô cái lò nè. Ý, khoan chú. Chú còn phải kiểm tra độ ẩm của không khí trước khi cho bánh vô lò nữa. Kiểm tra độ ẩm không khí hả? Mà bằng cách nào con? Con nhớ là... Chú ngửi thấy mùi gì không? Trứng với sữa. Còn thiếu. Mùi gì? Đó là mùi của hơi thở. Hơi thở của những chiếc bánh đó chú. Nó muốn nói với chú là nó muốn cảm ơn chú vì đã cho nó hoàn hảo hơn. Đâu, chú thử nhắm mắt cảm nhận thử đi. Anh nè. Nghe nói hồi chiều anh đánh nhau với nhóm bằng Tí. Rồi anh có sao không? Anh không sao. Thì không đó. Tụi thằng Tí nó lưu manh lắm. Cứ kiếm chuyện người này tới người khác hoài à. Mà thằng Tí nó lớn hơn em. Sao em kêu nó bằng thằng? Tại nó không tốt nên không xứng để em kêu bằng anh. Có anh Nguyễn là tốt nên em kêu bằng anh thôi. Nhưng mà nó xấu là chuyện của nó, còn em á, lễ phép là chuyện của em. Em làm như vậy á thì nó mới sợ em. Mẹ anh dạy như vậy á. Thôi đi, đây là nhà ga chứ có phải nhà của anh đâu. Ở đây không có ai tốt với mình đâu. Ủa mà hôm nay anh không đi bán hả? À, anh đi bán xong rồi. Anh về đây á là để gửi tiền lại cho chú hai. Công nhận thằng này nó bán hay thiệt. Nó đi đảo con dọc mà nó bán hết trơn hết trội. Nhanh thiệt. Thôi con tranh thủ về nghỉ sớm đi, mai còn đi bán nữa nha. Mà nhớ nè, tối rồi không có đi lang thang. Để mấy đứa bụi đợi trong ga nó quýnh này là chết. Nhưng mà con không đi lang thang thì con biết đi đâu? Thì mày về đây mày ngủ nè, để mày khỏi vô trong ga. Chúc mừng anh nha. Vậy là từ nay khỏi là thằng Tí quậy rồi. Thôi vậy đi ngủ đi con. Nhưng mà... Gì? Mày còn muốn gì nữa? À chú. Gì? Hay là chú kêu Nhi lại đây ở chung với chú luôn đi. Nhi á, có thể phụ chú rửa thau nè, rửa khay nè, rồi làm mấy công việc lặt vặt. Chú khỏi cần phải mướn người chi cho tốn tiền. Tính trương hết trơn trội hả? Thank you.
con thì lại nghĩ khác. Cùng một công thức làm ra, những chiếc bánh công nghiệp có thể là chuẩn, là chính xác về mặt công thức, nhưng mà không thể nào mà có linh hồn như những chiếc bánh thủ công được. Cũng giống như con người vậy, mỗi người có một gương mặt, một tính cách thì mới đa dạng cuộc sống được. Mà chú có công nhận là bánh công nghiệp chỉ ngon hơn nhờ sự rập khuôn và sự sáo mòn không? Thành công rồi, có thể đưa vào sản xuất rồi đó mình. Ừ, dĩ nhiên rồi. Anh đã bỏ ra biết bao nhiêu ngày để điều chỉnh, bí quyết cân đo mới cho ra được cái bánh như ngày hôm nay. Thành quả và niềm vui này phải chi... phải chi có con mình ở đây thì niềm vui sẽ được nhân gấp đôi. Bây giờ em cũng không biết con mình đang ở đâu nữa. Anh xin lỗi em. Anh nhất định sẽ tìm nó về cho em. Anh, em có ý này nè. Hay mình lấy tên con, đặt tên cho thương hiệu bánh nhà mình, bánh bông lan đồng tâm. Tám cầu 50 cái, tư ri 70 cái. Sở Di đặt thêm 250 cái nữa chú. Mà bây giờ ở đây mình thiếu bột bắp rồi đó chú ơi. Chỉ còn bột mì không à. Bột mì không à hả? Dạ. Hay là để con đi mua cho chú. Mà không được con ơi. Con ở nhà để chú đi mua. Dạ. Nè, ở nhà dưới nhà nha. Đi mình là đại ca, còn mình cô bé đó trong nhà. Đi. Đi. Làm gì nhìn mặt anh mà sợ vậy nhỏ kia? Anh mày có phải là ma đâu. Mấy người tới đây làm cái gì? Tụi bay có chỗ ăn chỗ ở cũng ngon quá ha. Vậy mà không giới thiệu cho tụi tao, còn được ăn bánh có tiền, sướng như tiên rồi còn gì. Nói tào lao, tụi tôi cũng phải có làm mới có ăn chứ bộ. Được, để tao coi coi tụi bay còn làm được nữa không. Mấy người làm gì vậy? Nè, mày làm gì vậy? Anh Nguyễn. Thì tụi tao đến mua bánh thôi mà, đúng không tụi bay? Đúng rồi, mua bánh thôi mà. Làm gì dữ vậy? Thì đúng rồi, mua bánh thôi. Mà tới đây không có gì để mua hết,
Toàn mấy cái bột mì gì đâu không à. Có cái gì đâu mà ăn. Thôi đi về tụi bay. Ơi làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Làm gì vậy? Anh Hoàng anh tha cho tụi nó đi. Đi về. Tụi bay có chừng á. Đi về. Chết rồi, trứng bể hết trơn rồi. Làm sao giờ? Trứng bể rồi, mình chiên cơm ăn luôn đi. Nhưng mà em sợ chú hai về la chết. Trời đất ơi, ở nhà có chuyện gì vậy tụi bay hả? Tí ơi chú, nó tới đây nó phá. Cái gì? Thằng Tí nó dám tới quậy hả? Dạ. Chú nó tới đây phá mục đích là để dằn mặt con thôi à? Hay là chú để con giải quyết cho? Ngoài cái đống này ra, nó còn quậy cái gì ở đây nữa không? Dạ hết rồi chú. Đại ca, sao mình tha cho nó dễ quá vậy? Mày nghĩ anh hai mày đơn giản gì sao? Xong chưa Nhi ơi? Dạ dạ con vô liền. Này chú. À Nguyễn. Dạ. Con lại cậu bật cái lọ lẹ lên. Dạ. Canh cái nhiệt kế để cái chế độ trên lệch nó phù hợp nha con. Chú ơi, sao cái lò nó không nóng, với lại mấy cái nút nó cứng cứng ngắc rồi mà không có được. Con bật chưa? Vậy giờ sao hả anh? Mấy cái nút chỉnh bị hư hết rồi. Chắc chắn thằng Tí nó phá chứ không gì. Khốn nạn thiệt. Mình đã trộn bột với lại đánh trứng rồi, bây giờ sao giờ? Không lẽ bỏ, sáng mai sẽ không có bánh giao. Cái lò này để sáng mai chú có thể đem đi sửa được. Nhưng bây giờ làm sao cứu được hết cái mẻ bánh của mình đây chứ? Chú. Hả? Nhà mình có lò than không chú? Có. Nhưng mà lâu lắm không có xài. Ba chú để lại á. Ở đây nè. Nhưng mà để chi con? Vậy mình nướng bằng lò than đi chú. Bánh đây, bánh bông lan truyền thống nướng bằng lò than đây. Bánh đây, bánh đây, bánh bông lan truyền thống nướng bằng lò than đây. Chú, mua bánh không chú? Bánh bông lan truyền thống nướng bằng lò than á. Rồi lấy chú một cái. Dạ. Dạ, con cảm ơn chú. Bánh đây, bánh đây, bánh bông lan đồng tâm thơm ngon 20.000 một ổ đây. Bánh đây, bánh đây. Dạ giám đốc.
Công việc giám đốc giao em đã làm xong. Còn đây là bánh của tiệm ông Hai Bảnh. Ông ta có biết gì không? Giám đốc cứ yên tâm, tại vì em nhờ người quen mua giúp, cho nên ông ấy không biết gì hết. Nghe nói đâu là đêm hôm qua tiệm bánh của ông ấy bị cướp, cho nên là ông ấy nướng bánh bằng lò than. Là ông trời đã giúp tôi rồi. Thị trường bánh xuất khẩu đang rất chuộng các loại bánh thủ công truyền thống này. Nhanh đi, cậu chuẩn bị xe đi. Dạ. Tháng này không phải là tháng cô hồn đâu, mà sao nó cứ ám tao hoài vậy? Xử nó luôn đi đại ca. Xử nó thì chắc chắn phải xử rồi. Tao sẽ cho nó biến mất khỏi khu này. Đại ca, em thấy lạ lắm nha. Từ khi thằng đó xuất hiện, đại ca giống như số đỏ vậy á. Số đỏ? Ý mày nói là làm sao? Thì đại ca xem, mấy lần trước đại ca bị bắt vì tao múc túi đó, có khi nào được thả ra liền đâu. Tệ lắm cũng phải ăn cơm trong trường giáo dưỡng đến sáu con chăng. Mà đằng này á, đại ca bị bắt với chứng cứ rõ như vậy nè, mà bỗng nhiên được thả ra, đại ca thấy có kỳ không? Ờ ha, mày nói tao mới để ý, cũng lạ thiệt. Tao bị bắt xong rồi được thả ra, mà không hiểu tại sao được thả ra nữa. Ờ đúng rồi đó. Nhưng mà thôi, không có lý do lý chấu gì hết á. Nó làm tao ghét rồi á, thì tao phải cho nó một bài học. Nếu không á, tao không phải là tí của khu này. À, tao chưa kịp đến tìm mày thì mày đã dẫn xác tới đây rồi hả? Mày muốn cái gì? Tao không muốn gì hết. Hả? Tao tới đây để xin lỗi mày. Mày nói cái gì? Tao nói á là tao muốn tới đây để xin lỗi tụi mày vì đã phá đám chuyện làm ăn của nhóm tụi mày. Nhưng mà ăn trộm ăn cắp á là phạm pháp lắm, là sai trái lắm á. Mày, tao nói cho mày biết, tao không cần mày phải dạy đời. Tao không có dạy đời mày. Tao tới đây á là chỉ để khuyên mày thôi. Mẹ tao dạy á, ở đời thì phải sống cho tử tế, không được ăn cắp ăn trộm thì chả có ai hãm hại mình được đâu, biết chưa? À, tao nói cho mày biết, mày không được nhắc chữ mẹ trước mặt tao. Tại sao? Mẹ là người quan trọng đối với tao nhất, thì tại sao tao không được nhắc tới mẹ chứ? À, bà ấy đã bỏ tao cả chục năm rồi, bà ấy có kiếm tao không? Tao không cần bà. Còn tao, tao rất cần. 5 năm rồi, 5 năm rồi tao không được thấy mẹ tao. Tao nhớ mẹ tao lắm. Sở dĩ tao tới đây á là để tìm lại mẹ tao. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Tao nói mày im. Mẹ ơi, mẹ không bao giờ đi tìm con vậy? Mẹ ơi mẹ, sao lúc nào mẹ cũng bỏ rơi con? Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi mẹ. Đại ca, sao gì nè? Đợi chị Nguyễn. Nguyễn à, tỉnh dậy đi cô. Nguyễn. Giám đốc à, mình đưa đi thôi giám đốc. Nhanh lên.
nhớ mẹ lắm. Mẹ, cho mẹ không đi tìm con mẹ. Con nhớ mẹ. Mẹ. Vào đi em. Sao anh lại dẫn em tới đây vậy? Em đừng có lo, không có gì hết á. Dạ. Em ngồi đi, chút nữa em sẽ biết. Ngồi đi, không sao đâu mà, hả? Anh đi ra ngoài chút nha. Dạ. Chú có phải là người ở ga xe lửa không? Đúng, chính là chú. À, mà sao chú lại kêu người dẫn con tới đây vậy? Tại vì chú muốn cảm ơn con, hôm trước đã lấy lại tài sản cho chú. Dạ, con nghĩ chuyện đó chỉ là chuyện bình thường thôi mà chú. Con là một cậu bé rất đặc biệt. Con là một đứa con trai rất đặc biệt của ba. Con cứ ăn tự nhiên đi. Bánh bông lan nồng tâm, đúng là mùi thơm. Dạ, và cái hương vị mà cô chiếc bánh hồi xưa mẹ con mua cho con ăn nè, không thể nào sai được hết á. Con có biết ai là người làm ra bánh đồng tâm này hay không? Alo. Nhớ lúc xưa kia, non nước An Lạc Thái Bình, Thái Bình. Có cô mì nương, vừa xinh vừa lên đôi tám. Cô xinh như hoa, cô đẹp như tiên Nga. Non bồng Giáng sinh tuyệt trần thế gian. Em ngồi xuống đó đi. Dạ. Bánh ở đâu vậy anh? Em cứ ăn đi, bánh này người ta cho anh đó. Mà ai cho anh vậy? Là cái chú mà hôm bữa trước ở nhà ga á, anh giật lại cái bóp cho chú á. À, nhớ rồi, vậy là cái bánh này của chú đó cho anh hả?
bánh này còn ngon hơn của chú Hai làm nữa. À quên, chú Hai đâu rồi em? Dạ, chú Hai đang ở phía sau làm bánh á anh. Anh có chuyện muốn nói với chú Hai, em cứ ngồi ở đây đợi đi. Dạ. Chú ăn đi. Chú ăn đi. Con nói chú ăn đi. Nói cho mày biết, mày không được nhắc chữ mẹ trước mặt tao. Tại sao? Mẹ là người quan trọng đối với tao nhất. Tại sao tao không được nhắc tới mẹ chứ? Bảy, đã bỏ tao cả chục năm rồi. Bảy có kiếm tao không? Tao không có cần mà. Còn tao, tao rất cần. Năm năm rồi, 5 năm rồi tao không được gặp mẹ tao. Tao nhớ mẹ tao lắm. Sở dĩ tao tới đây á là để tìm lại mẹ tao. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con nói mày im. Mới đây mà. Em kêu anh coi con mà anh làm cái gì vậy? Anh đi qua bên này kiếm nó đi. Anh qua bên này. Tâm ơi. Không.
bánh bông lan muốn ngon, trước khi đưa vô lò nướng, anh nên cho hỗn hợp dở bọt khí bớt ra. Lúc nướng bánh sẽ không bị khô. Bánh quá bông xốp cũng không phải là bánh ngon. Ông là ai? Có thể anh không biết tôi là ai, nhưng mà chắc chắn anh phải biết tới thương hiệu chính hãng bánh bông lan Đồng Tâm. Nè, anh nói gì tôi chưa hiểu gì hết vậy? Bánh của anh làm cũng khá ngon, nhưng mà chưa có đủ đẳng cấp của một chiếc bánh chuyên nghiệp. Anh có biết nó thiếu điều gì không? Đó chính là sự tinh tế. Mình là người làm bánh, chứ không phải là một tên đồ tể cứ cắm đầu hùng hục làm cho xong, mà phải luôn luôn cảm nhận để hiểu được từng hơi thở của chiếc bánh mình đang làm. Nè, lúc nãy tôi có nghe ông nhắc cái gì tới bánh bông lan Đồng Tâm á, nghĩa là sao? Ông có liên quan gì tới nó? Rồi ông tới đây, ông muốn kiếm tôi có chuyện gì? Tôi đã gặp thằng nhỏ đi bán bánh bông lan dạo. Nó luôn luôn rao là bán bánh Đồng Tâm chính hiệu. Anh biết đó chứ? Thằng Nguyễn hả? Đúng. Đó chính là đứa bé tên Nguyễn. Và tôi là Cao Phú, giám đốc công ty bánh ngọt Đồng Tâm, người đại diện hợp pháp cho thương hiệu bánh bông lan Đồng Tâm. Và đây là giấy chứng nhận, giấy phép kinh doanh của tôi. Anh đọc đi. Nhưng mà hôm nay tôi tới đây không phải để truy cứu anh về cái chuyện anh làm bánh giả Đồng Tâm của chúng tôi, mà tôi chỉ muốn đến yêu cầu anh làm một việc. Kể từ ngày mai, hãy để chú bé Nguyễn về cơ sở làm bánh của tôi làm việc. Nguyễn nè, từ ngày mai con sẽ qua bên xưởng bánh Công Phú làm việc ở bên đó. Chú giận con hả? Không phải, con không có làm cái gì để chú phải giận hết. Chỉ là con không nên ở lại đây nữa. Sao chú? Bộ con có làm gì sai hả? Chú ơi, con không đi đâu. Con thích cuộc sống này à. Tự do, không bị cái gì ràng buộc hết á. Con không muốn đi đâu. Anh cứ giữ nó ở đây thì sẽ làm mai một tài năng của nó. Tôi biết được điều này qua ánh mắt của nó và cách nó nói say mê về bánh. Thằng nhóc này đúng là một thiên tài làm bánh. Tôi nghĩ cái chuyện này để nó quyết định đi. Nhưng tôi chắc chắn nó sẽ về với tôi. Mà tôi sẽ không để cho anh thiệt thòi đâu. Tôi sẽ nhận anh làm đại lý cấp 1 thương hiệu Đồng Tâm. Và anh sẽ là người giúp tôi làm lại cái bánh bông lan truyền thống. Con nghe nè, con phải đi. Con là một cậu bé rất đặc biệt. Con có khả năng bẩm sinh của một thiên tài làm bánh. Cho nên con hãy để ông Phú phát triển tài năng của con. Không, con không cần những nơi giàu có đó đâu. Con chỉ muốn á là có khoảng thời gian để tìm lại mẹ Dung của con. Chú ơi, chú đừng có đuổi con đi nha. Con sợ về mấy cái nơi giàu có lắm. Anh Hưng, anh Hưng, làm ơn cho em biết Dinh Dòng Chống đang ở đâu. Tao không biết. Anh Hưng gì đấy cả?
Lại đâu? Lại đâu? Xí vô chuyện của mấy người, tôi chỉ thấy mấy người ỷ động ăn hiếp yếu nên giúp người ta thôi. Bà mẹ mày! Đuổi theo! Kêu! Tụi nó kìa! Có ghẻ kìa. Để nghe. Qua đây nào. Tạm biệt mấy bạn bên đó nha. Làm gì? Anh có phải là Hưng không? Không. Mày là ai mà theo tao hoài vậy?
Nè, anh đọc đi. Nè, mày muốn gì? Anh có biết người trong lá thư này không? Anh phải biết. Bởi vì trong lá thư này á, miêu tả ngoại hình y chang như anh. Anh phải biết thằng Tý chứ. Tao không biết. Anh cho tôi biết Vinh Văn Chống hiện đang ở đâu. Anh nói cho tôi biết Vinh Văn Chống hiện đang ở đâu. Chào anh. Chú tìm ai? Dạ, tôi muốn gặp thầy Phan. Dạ, con mời ba. Dạ, cảm ơn chị. Có thiệt là con muốn học nghề làm bánh không? Dạ, con mong thầy hãy nhận cho con vô tiệm bánh. Con muốn có một cái nghề trong tay. Con còn có em gái đang bị bệnh phải nằm viện. Ta hiểu hoàn cảnh của con, nhưng ta thật sự lo là con không chịu đựng nổi áp lực của người thợ làm bánh. Nghề làm bánh đòi hỏi người thợ phải hết sức tinh tế và phải hy sinh. Thưa thầy, con nhất định sẽ làm được. Mong thầy cho con cơ hội. Thôi con uống trà đi. Dạ. Cảm ơn mày hôm nay đã cứu tao. Tôi không cần anh cảm ơn. Chỉ cần cho tôi biết Vinh Văn Chống hiện đang ở đâu. Anh chịu nói chưa? Mày muốn tìm Vinh Văn Chống á, kiếm người khác mà hỏi. Tao không có biết gì đâu. Nè, sao mày lại ở đây? Tối qua anh xỉn quá, tôi đưa anh về á. Sao mà mày biết tao ở dưới ghe này mà đưa tao vậy? Dẹt. Hỏi bà chủ quán là biết liền chứ gì. À mà nè, anh còn thiếu tôi tiền nhậu tối qua nha.
Mày làm ơn, đừng có ám tao nữa được không? Tôi sẽ không ám anh nữa. Đến khi nào mà anh nói cho tôi biết Dinh Dòng Trống hiện đang ở đâu? Ông Dinh Dòng Trống ổng làm gì mày mà mày tìm ổng hoài vậy? Ông Dinh Dòng Trống, ông đó bắt cóc mẹ tôi, biến tôi thành một đứa mồ côi. Làm ơn, anh nói cho tôi biết Dinh Dòng Trống hiện đang ở đâu? Anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh bị đám giang hồ đánh? Bị bắt. Tôi có làm gì đâu mà anh bắt tôi. Anh đã vận chuyển ma túy. Chúng tôi đã theo dõi anh và biết anh đang vận chuyển ma túy. Tôi có vận chuyển ma túy gì đâu. Mấy anh đề nghị anh đứng lên cho chúng tôi khám xét. Mời anh đứng lên cho tôi khám xét. Để khám đi. Sao? Không có. Có gì không? Không. Có gì không? Né ra. Có trong này có gì không? Không, không có gì hết. Còn kiếm gì nữa không? Không. Tôi đi được chưa? Né ra. Đi ra. Tôi sẽ kiện các anh về tội vu khống người khác. Mày mốt có chứng cứ rồi hẳn bắt tôi nghe chưa? Có. Tôi thấy. Thấy gì? Lúc nãy tôi thấy thằng này nè, nó bỏ hai cái bịch màu trắng vô cái vỏ màu đen của cô sau kia kìa. Vợ nào? Đó, cái vỏ màu đen của cô đó đó. Tôi trẻ phải không? Dạ phải cán bộ. Trong cái vỏ đó đó, xét đi. Chứng cứ đây, chối cãi nó không? Tôi ra. Anh có quyền biện hộ trước tòa. Chúng tôi về cơ quan điều tra.
Cảm ơn anh hỗ trợ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Xin hỏi tên tuổi của anh để chúng tôi đề xuất khen thưởng. Dạ, không cần thiết đâu anh. Tôi nghĩ đây là nhiệm vụ của mỗi người công dân mà. Một lần nữa xin cảm ơn anh. Dạ, không có gì, chào anh. Thôi chúng ta đi. Ra đời, nếu muốn sống yên thân thì đừng có tò mò vào chuyện của người khác, hiểu chưa nhóc? Dạ, em chào chị. Hôm nay bé ăn sao rồi chị? À, chị, chị cầm lấy số tiền này để lo cho bé ăn. Cậu cầm về đi, tôi không cần đâu. À, chị à, tôi muốn chịu một phần trách nhiệm của mình. Bé ăn bị như vậy là do tôi gây ra. Chị hãy cầm tiền rồi chị làm ơn viết đơn bãi nại giúp tôi nghe chị. Tôi không cần tiền của cậu, tôi chỉ cần con tôi tỉnh lại thôi, cậu hiểu chưa? Còn chuyện bãi nại thì bãi nại cái con khỉ. Bà không có cần tiền như tao cần. Mày gây ra tai nạn cho con tao thì mày phải có trách nhiệm chứ. Rồi mày lo cho nó cho đến khi mà nó... Ông vậy? Ông mới vừa nói gì vậy? Con nó còn nằm trong trỏng, ông cứ tối ngày ăn với nhậu, ông có phải là con người không vậy? Nè, tôi không phải con người chứ con gì. Chuyện nào là chuyện đó. Nó nằm trong đó kệ nó. Cái chuyện ăn nhậu là chuyện của tôi, làm gì dính dấp tới nó. Còn mày, tao đã im lặng là tao cho mày cơ hội cho mày biết chưa? Mày cứ việc đem tiền tới đây đều đặn là tao sẽ không có kiện mày. Hiểu không? Có gì nói với bà. Chuyện tiền bạc thì nói chuyện với tao nghe. Vậy á. Bộ ông mới lấy tiền của thằng Hưng đó hả? Tiền đâu có tiền gì đâu. Tao mới thấy mày để tiền vô túi, bây giờ hỏi ra không có hả? Sao? Bây giờ mày đưa hay mày muốn tụi tao đè mày ra lấy? Nhưng mà tiền này là tiền của tao, rồi mày có quyền gì mà tụi mày lấy? Tiền nào của ông? Không phải ông đi lấy tiền của thằng Hưng hả? Nếu không có tụi tôi thì ông lấy cớ gì mà lấy được tiền của nó? Tụi bay nói gì? Chứ không phải tụi bay muốn trả thù thằng đó nên tụi bay mới bày ra trò này. Tao nói thiệt tụi bay, con tao còn nằm trong bệnh viện à. Tao chưa tính sổ với tụi bay là mai rồi. Cái gì? Tính sổ? Nè ông già, tụi nói cho ông biết, ông có ngon á thì ông đi báo công an đi, ông đi thưa đi, coi ai mà tin ông. Không có nói nhiều với ông nữa.
Tiền đây, lấy tiền ra. Nhảy lên. Tiền của tao mà. Lấy ra. Nước nè, anh uống đi. Mày đừng có phí công vô ích với anh nữa. Anh không biết gì về Vinh trong trống đâu. Không phải chuyện của Vinh trong trống, mà là chuyện của ông Thình. Nè, nè, bà xã, còn tiền không? Đưa tôi mua rượu coi. Tôi không có tiền. Vậy tiền Hưng được ở đâu? Ông còn dám nói nữa hả? Có bao nhiêu, ông lấy hết trơn rồi. Bà nói nhiều quá, còn nhiêu tiền nữa đây? Tôi không có đồng nào hết trơn á. Ông muốn uống rượu á, thì ra ngoài đường, kiếm tiền mà uống. Đừng có làm khổ má con tôi nữa. Nè, ông làm cái gì vậy? Không được. Cái gì cho tôi? Trả lại cho tôi. Không. Tiền này để dành mua thuốc cho ông An đó. Thuốc để sao đi? Bây giờ là tôi cần uống rượu. Tôi nói với bà biết, nếu không có tôi, bà với thằng An đói kiết xác rồi, biết không? Nó làm đó coi vậy mà tốt á. Ông, ông mới nói cái gì vậy? Bà không có cần hiểu. Tôi nói bà cũng không biết đâu. Tôi sống vậy đi. Ông giờ trả tiền đó cho tôi đi. Không. Ông trả tiền đó cho tôi đi. Không. Tao thiếu tiền, tao trả. Tụi bay làm gì dữ à? Để vài ngày nữa. Vài ngày là ngày nào? Ngày mai mà không trả tiền, cắt cái lỗ tai này, phơi khô lên để tôi ngâm rượu, nghe chưa? Lúc đó tao sẽ tha cho. Dạ. Đi. Ông leo ở đâu vậy ông già? Tính leo đi đâu vậy ông già? Ê, cái lỗ tai này vẫn còn nè. Như vậy là hôm nay quyết định tranh đạo đúng không?
cho tôi mấy ngày nữa được không? Tao không đủ kiên nhẫn để chờ tới ngày mai. Mày tự xử hay để tao xử? Tao xin mày mà, tao hứa là ngày mai tao sẽ trả. Ngày mai mà tao không trả, mày muốn xử sao cũng được. Làm ơn tha cho tao đi. Thôi được, tao sẽ cho mày một cơ hội. Nhưng mà mày phải làm cho tao một việc. Lúc đó tao sẽ xóa nợ cho mày. Còn có tiền mà uống rượu nữa đó. Hả? Hả? Không, không, không. Tao làm được đâu. Ác lắm. Không được thì mày phải chết. Tao cho mày suy nghĩ kỹ đó. Nhưng dù sao nó cũng không phải là con ruột của mày, nghe chưa? Tụi bay. Được rồi, tao làm mà. Tao làm mà. Có phải ngoan không? Tụi bay. Đi. Dạ. An, tao xin lỗi mày. Mày đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ tới mẹ. Nếu như mẹ không đưa em tới nhà ba thì em đã không bỏ học và lưu lại tới đây. Đừng nói hai từ nếu như. Tao cũng đâu có biết có một ngày trôi dạt tới đây. Anh đang nghĩ gì vậy? Không biết giờ hai mẹ con nó đang làm gì. Tao là một thằng chồng tôi, đi sớm về tối mà không có lo gì được cho vợ con hết. Nếu biết vậy sao anh không làm nghề khác đi? Làm lái xe làm gì, vừa nguy hiểm lại còn xa vợ con nữa. Nghe nó chọn mình mày ơi. À, sau này mày thích làm gì? Em hả? Em chỉ có một mơ ước từ nhỏ. Em chỉ ước mình có thể làm một thợ làm bánh, có thể làm ra những chiếc bánh ngon. Đơn giản vậy thôi hả? Ừ. Nhưng mà không có đơn giản lắm đâu anh. Nhưng chắc chắn em sẽ làm được. Em ước khi mà em làm ra một chiếc bánh đầu tiên, em sẽ mang đến cho mẹ. Mẹ sẽ là người đầu tiên được thưởng thức nó. Như vậy là em vui lắm rồi. Bởi vì niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của con người là được phục vụ, sống bên cạnh người mình yêu thương để chăm sóc cho họ. Anh có nhớ vợ không? Không biết. Giờ hai mẹ con nó sống sao nữa.
Anh có về thăm vợ con không? Về sao được mà về? Công an đang truy lùng dây bắt anh mà. Nè, hay là anh về thăm vợ con đi, chắc họ nhớ anh lắm á. Hay là anh ra đầu thú đi. Đừng có khóc nữa mà. Ngoan ngoan, mẹ thương. Ồ, mẹ thương, mẹ thương. Ồ, mẹ thương, mẹ thương. Ồ, mẹ ẵm con lên nha. Ồ, mẹ thương con nha. Nín đi con. Nín mẹ thương nha. Ồ, nín nè. Con sao vậy con? Mà thằng nhỏ sốt quá nè Tám ơi. Trời ơi, sao mày để sốt dữ vậy? Con không biết nữa giờ sao đây Tám. Thôi, mẹ thôi được rồi, để dì về bên nhà dì lấy thuốc hạ sốt cho nó dạ, uống nha. Dạ, dạ. Tám đi liền giùm con đi Tám. Ồ, mẹ thương con nha. Ồ, thôi mà con, đừng khóc nữa mà con. Rồi con nằm đây mẹ ru con ngủ nha. Ồ, mẹ thương, ngoan nha con, ngoan nha. Đây 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 đây, mẹ lấy nước lau cho con nè. Nín đi con, ngoan 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 ngoan. Mẹ thương thôi, mẹ thương nha. Nín đi con. Rồi rồi mẹ đây nè. Nín đi con, nín nha. Con ngủ nha con, ngủ cho ngoan. Chào nha chị. Con. Dạ. Dạ chào hai anh. Có chuyện gì không hai anh? Anh Hưng có về không chị? Dạ anh Hưng không có về ạ. Em có liên lạc nhưng mà chưa liên lạc được với ảnh. Chị hãy khuyên ảnh ra trình diện để giải quyết xong vụ án này. Ảnh mà trốn hoài bên bị hại, người ta kiện cáo, ảnh đi tù, chị còn khổ hơn nữa. Mấy anh thông cảm và thương vợ chồng em. Em đã cố gắng liên lạc mà vẫn chưa liên lạc được. Chị sớm liên lạc với ảnh nha. Pháp luật sẽ khoan hồng cho những ai ra đầu thú sớm. Dạ em biết rồi. Khi nào mà ảnh về em kêu ra đầu thú liền. Thôi chào chị tôi đi. Dạ em cảm ơn hai anh. Tôi đi đây. Dạ. Ôi mẹ thương. Mẹ thương con nha. Mẹ thương đến đi con. Thuốc nè con, cho nó uống đi con. Dạ Tắm đưa cho con. Tao thấy mày đúng là cái số khổ mà. Có chồng cũng như không mà. Bỏ bà nó đi cho rồi đi. Uống đi con, uống đi.
Con ngoan nha, uống hết nha con. Con nói thiệt với Tám á, sau này lớn lên á, thằng nhỏ muốn làm gì làm, con nhất quyết không cho làm tài xế đâu. Tao nói thì nói vậy thôi, ráng mà khuyên nó ra trình diện với người ta đi, rồi hỏi bên kia coi người ta đòi bồi thường bao nhiêu, đặng biết đường mà lo. Dạ con biết rồi. Thôi tao về à. Nè, nhớ khóa cửa lại cẩn thận nghe không? Dạ con cảm ơn Tám. Ừ, khổ thân con gái gì đâu, tới tội. Uống đi con, uống hết nha con. Uống đi con. Anh nhớ con, nhớ nhiều lắm. Em và con khỏe không? Anh xin lỗi em và con nhiều lắm. Anh về kỳ này á, anh ra đầu thốn đi nha. Chưa đâu em, không được đâu. Anh còn nhiều việc phải làm lắm. Anh sẽ đi tiếp. Anh đi nữa hả? Cứ trốn tránh vậy thì làm sao mà sống nổi hả anh? Anh phải làm. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền về lo cho em và con. Mẹ con em không có cần tiền. Anh Hưng à, con chỉ cần người cha thôi. Với mẹ con em nha. Ồ, ngoan 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 nha con. Ồ, mẹ thương, mẹ thương nha. Ôi nín đi, đi con. Ồ, mẹ thương, nín đi con. Anh xin lỗi, anh phải đi. Một thời gian nữa anh sẽ quay về. Anh à, anh, anh à, anh ở lại với mẹ con em đi. Anh Hưng, em xin anh. Ráng để em thêm một thời gian nữa. Anh không thể ở lại trong lúc này. Để em thêm một thời gian nữa nghe. Anh à, anh ơi, anh đi. Anh ơi. Em đi lên xe của anh nè. Anh nhớ rồi. Mày khỏe không? Dạ khỏe. Anh khỏe không? Ừ, anh khỏe. Anh làm gì mà mất tiêu từ bữa đó tới bây giờ vậy? Em kiếm anh cực khổ lắm anh biết không?
Thì cái vụ tai nạn anh lo chưa xong mà. Vụ tai nạn? Anh Hưng, không có vụ tai nạn nào đâu. Em nói vậy là sao? Qua đây, em nói nghe. Là sao? Em nói Hưng nghe nè, không có vụ tai nạn nào đâu mà. Em nói sao? Ý em là anh không phải là người gây ra tai nạn. Anh nhớ thằng bé bữa đó nằm dưới gầm xe của mình, máu me bê bết đầy người hết. Đúng rồi. Còn ba của nó kêu la thảm thiết lắm mà. Đúng. Nhưng mà là họ tự đụng vô xe mình mà. Chính mắt em thấy nè. Trước khi em bất tỉnh, em nhìn thấy cảnh đó. Anh không phải là người gây ra tai nạn. Em nói cái gì? Làm sao họ có thể tự gây ra tai nạn được? Đó, chuyện là vậy đó anh. Em có chắc là vậy không? Em chắc như đinh đóng cột luôn. Trước khi em ngất xỉu, em nhìn thấy hết. Vậy là quá tốt rồi. Anh được minh quang rồi chị ơi. Anh cảm ơn em, cảm ơn em nhiều ghê. Dạ dạ. Bây giờ anh phải đi đây. Anh đi đâu vậy? Anh đi qua nhà báo cho cô Đào biết. Anh báo cô Đào biết gì? Thì... Trời ơi, cô Đào có tin anh không? Chính em là người trong cuộc nè, mà người ta còn không tin em nữa. Cái hôm xảy ra tai nạn á, em bị ngất đi, xong em tỉnh dậy á, là anh đi mất tiêu rồi. Em hỏi người ta là anh đâu rồi, người ta nói anh sợ tội bỏ trốn rồi. Thì anh cứ tưởng thằng bé đã chết rồi, nên mới hoảng sợ bỏ chạy. Trời, anh bỏ trốn làm chi vậy không biết. Cái lúc đó công an tới hiện trường lấy lời khai. Không có anh ở đó, người ta lấy lời khai của ba đứa bé, kết tội anh là người gây ra tai nạn đó. Em tức quá em chịu đâu có được. Em vô em làm chứng cho anh liền. Mà người ta không có tin em. Người ta nói em á là lúc đó ngất xỉu rồi, biết gì mà làm chứng. Thiệt luôn á, em bỏ công đi tìm anh suốt một thời gian qua. Em đi tìm tới nhà anh á, thì người ta nói anh bán nhà rồi. Hỏi người ta anh đi đâu, thì người ta nói cũng không biết. Ai về anh ở đây? Thì anh dò anh biết rằng thằng bé chưa chết, cho nên anh mới tìm cách trốn về đây để lo cho nó. Gia đình họ thỏa thuận không tố cáo nếu như anh kiếm tiền lo đầy đủ thuốc thang cho con của họ. Còn em sao lưu lạc tới đây? Thì đi tìm anh hoài không thấy. Em làm đủ thứ nghề hết trơn á. Gặp vợ em. Vợ em có nghề bán trái cây, thấy ngon quá em theo luôn, bán tới vợ. Trời xui đất khiến sao gặp anh ở đây. Vậy là vụ tai nạn của anh không biết bao giờ mới được minh quang đây. Anh, em có chuyện này lạ lắm, em cứ thắc mắc hoài luôn á. Chuyện gì? Thấy một chuyện mờ ám là máu thám tử của em nổi lên liền. Em bất chấp nguy hiểm, em lần mò theo để biết được một sự thật. Đây. Nè anh coi, em đã chụp được những hình ảnh này. Anh có biết người này không? Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Xin hỏi tên tuổi của anh để chúng tôi đề xuất khen thưởng. Dạ, không có gì đâu anh. Tôi nghĩ đây là nhiệm vụ của mỗi người công dân mà. Một lần nữa cảm ơn anh nha. Chào anh. Dạ, chào anh. Thôi chúng ta đi. Đúng rồi, chính là hắn ta. Anh nhớ rồi. Anh nhớ cái hôm cảnh sát tới bắt thằng đàn em của nó đi. Nó nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh không bao giờ quên được ánh mắt đó. Em nhớ là cái hôm tai nạn xảy ra, em cũng thấy hắn lại gần ba của đứa bé nói gì đó đó. Sao có chuyện trùng hợp như vậy? Vậy là đúng rồi, chính nó đã bày ra những chuyện này. Duy, em đi với anh. Bây giờ đi tới công an làm chứng liền cho anh chuyện này. Dạ dạ dạ. Ừ. Nhưng mà anh phải lên hết ghe đu đủ này mới đi được. Ơi, tưởng chuyện gì, chuyện nhỏ. Ghe của em gần đây nè, để em phụ anh. Nhanh lắm. Ừ, vậy cũng được. Dạ. Bây giờ anh vào bệnh viện báo cho cô Đào biết, rồi anh quay lại hai anh em mình cùng đi. Dạ. Vậy nghe. Cảm ơn em nhiều nghe. Tụi mày muốn gì? Tao muốn mày phải trả giá. Thì ra chính mày đã bày ra tất cả những chuyện này à? Đúng. Chính tao đã bày ra những trò này để trả thù cho thằng em của tụi tao bị vô khám. Ai làm người đó chịu? Tại sao mày kéo người khác vào? Tại mày xen vào chuyện làm ăn của tao. Vậy thì tìm tao mà xử. Tại sao kéo người khác vô tội vào? Đúng là thằng hèn. Tao đúng là thằng hèn. Tao hèn lắm. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Ê, làm gì mày nóng tính vậy anh bạn? Anh Hưng. Gì? Muốn làm mày, mày muốn làm gì đó? Bây giờ nếu tôi xử thằng này thì mọi chứng cứ sẽ đều biến mất đúng không? Khoan đã. Nếu như giết người là mày sẽ ở tù đó. Nếu không giết nó thì tao cũng ở tù. Chuyện gì mà tao không dám làm? Mày. Được rồi, mày nói đi. Bây giờ mày muốn tao làm gì thì mới chịu tha cho họ. Chuyện tới nước này rồi, không thì giải quyết ở đây được. Bác sĩ, con của tôi khi nào tỉnh lại vậy bác sĩ? Chị hãy kiên nhẫn chăm sóc cho cháu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cho cháu được nhanh phục hồi. Hiện tại thì vẫn chưa có dấu hiệu nào cả. Tất cả phải trông chờ vào nghị lực và ý chí của cháu. Thôi xin phép chị. An ơi, tỉnh lại đi con. Mẹ xin lỗi. Vì là mẹ không giúp được gì cho con hết.
Mẹ hứa, khi nào con tỉnh lại, mẹ con mình sẽ dọn đi nơi khác, không ở cái nhà đó nữa nha con. Tỉnh lại đi cô. Cô ơi, cô có phải là cô Đào không? Cậu là ai vậy? Con là Nguyễn, là em của anh Hưng nè. Mấy người phiền phức quá, cậu đi về đi. Cô ơi, cô nghe con nói nè. Cô hiểu lầm rồi. Anh Hưng bị oan á. Người cố tình gây ra tai nạn cho anh Hưng chính là ông Thịnh, là chồng của cô á. Cái gì? Cậu đừng có nói bậy nghe chưa. Con thề với cô luôn á, là con có nói bậy. Tiền nào của ông? Không phải ông đi lấy tiền của thằng Hưng hả? Nếu không có tụi tôi thì ông lấy cớ gì mà lấy được tiền của nó? Tụi bay nói gì? Chứ không phải tụi bay muốn trả thù thằng đó nên tụi bay mới bày ra trò này. Cô ơi, cô tin con đi. Là do ông Thịnh và tên Thắng cố tình gây ra tai nạn cho anh An để trả thù và tống tiền anh Hưng đó. Nếu không có tôi, bà với thằng An đói kiết xác mà biết không? Nó nằm đó coi vậy mà tốt. Ông, ông mới nói cái gì vậy? Bà không cần hiểu, tôi nói bà cũng không biết đâu. Cứ sống vậy đi. Ông trả tiền đó cho tôi đi. Không. Ông trả tiền đó cho tôi. Không. Cậu có chứng cứ gì mà cậu nói như vậy chứ? Theo con nghĩ á, là ông ấy thiếu nợ giang hồ nhiều lắm. Vì vậy á, mà phải làm theo lời tụi nó. Nếu không á, là tụi nó sẽ xử ổng. Cô thử về nhà tìm coi, ổng có viết giấy nợ hay cái gì không? Con nghĩ á, là chắc chắn có. Thôi được rồi, tôi sẽ về tìm ra sự thật cho. Bây giờ á, con phải đi tìm coi bọn chúng nhốt anh Hưng ở đâu. Cô phải cẩn thận nha cô. Dễ thương cô đi. Ê ông già, ông hẹn đại ca xong tới trễ vậy. Anh Thắng, thằng Hưng nó biết hết bí mật của tao với mày rồi. Dạ. Bây giờ mày lo thủ tiêu hết chứng cứ đi. Dạ. Kể cả những giấy tờ mày mượn tiền của tao nữa. Biết chưa? Anh yên tâm đi, tôi đốt hết rồi. Có tiền không? Cho một ít coi. Mấy bữa nay không có rượu, tay chân nó gung quá trời qua đất luôn. Sắp vô tù rồi còn nát rượu nữa hả? Còn đứng đây làm gì? Dạ. Cho nó lại. Dạ. Dạ. Anh làm gì? Anh làm gì mà bắt em? Đi. Lên. Làm gì hả? Tôi đâu rồi. Ê, ê, ê. Mày nhìn anh hùng lắm mà. Mày dám chỉ điểm để bắt hàng của tao hả? Sao lại nhìn như con mèo vậy? Hả?
Được hả? Sao rồi? Trong người khỏe hơn chưa? Thế sao rồi nhóc? Sao rồi? Sao em lại nằm ở đây? À, mày nằm ở đây mê man hai ngày rồi. Ê, ê, ê. Từ từ, từ từ, từ. Để anh đỡ vậy. Ê, quên, 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 quên. Xin lỗi, xin lỗi, à, xin lỗi nha. Ăn miếng cháo nghe. Anh nấu á, nhưng mà không có thịt đâu nghe. Nè, ăn miếng đi cho nó khỏe. Ráng ăn miếng nữa đi. À, được rồi, được rồi. Từ từ, từ từ. Anh em thấy tình hình này là ổn rồi đó. Cảm ơn anh nha. Sao mày cảm ơn anh? Anh mang ơn mày mới đúng. Cảm ơn mày đã đỡ cho anh một nhát. Coi như anh nợ mày. Tốt lắm nhóc, hay lắm nhóc. Ăn miếng nữa nghe. An sao rồi? Hả? Ờ, thằng An nó tỉnh rồi. Công an đang tới lấy lời khai để làm chứng cứ. Em đừng lo, anh với anh Hưng đã cho lời khai với lại đưa hết hình ảnh cho công an rồi. Ông Thình cũng ra đầu thú luôn rồi, không có sao đâu. Cứ an tâm mà nghỉ cho mau khỏe. Vậy là từ nay anh không còn phải lo về chuyện của gia đình An nữa. Ráng ăn miếng nữa nghe. Dầu cầu giáng đông đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
anh Hưng. Thương, anh nhớ em và con nhiều lắm. Anh Hưng, em không muốn sống trong cảnh lo lắng bất an như thế này. Anh về với mẹ con em luôn nha anh, đừng có đi đâu nữa hết á. Chuyện này anh về luôn rồi, anh không có đi bỏ mẹ con em nữa đâu. Anh Hưng với chị yên tâm đi, em và gia đình đã xin bãi nại cho anh Hưng rồi, để anh với chị còn về đoàn tụ gia đình với nhau nữa chứ. Lên đường bình an nghe. Nghe nói Vinh Chông Chóng mới xuất hiện ở chợ nhỏ Bảo Lộc, hy vọng em sớm tìm được mẹ. Nhất định em sẽ tìm được mẹ. À, cảm ơn anh nha, vì đã giúp em dò tìm được tin tức của Vinh Chông Chóng. Anh hỏi mấy anh em giang hồ biết vậy thôi, nhưng mà còn lại em phải nỗ lực tìm kiếm. Nhất định em sẽ tìm được mẹ. Không quan trọng, muốn đấu thì đấu với tao, chứ đừng để ăn hiếp người già và phụ nữ. Tụi bay mai mốt sống cho đàng hoàng chút đi. Tụi bay không biết lương thiện luôn thắng hay sao? Tới đây quậy một lần nữa, anh mà bắt gặp được thì không có đường về đâu đó, biết chưa? À quên. Nè, nếu gặp thằng nào có hình xăm chông chóng trên cánh tay thì lập tức báo cho bà Hạnh bán quán cóc ở đầu chợ, biết chưa? Dạ. Hình xăm gì? Dạ hình chông chóng. Hình xăm gì? Dạ chông chóng. Tốt. Dạ đại ca, nhưng mà. Nhưng mà cái gì? Dạ đại ca tên gì em biết mà còn báo. À, tên hả? Nguyễn Phạm Hữu Nguyễn. Dạ đại ca, tại thằng đó nó quýnh lộn giỏi hơn tụi em tưởng. Nó là ai? Làm cái gì? Dạ tụi em cũng không biết nữa. Nhưng mà. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà em chỉ biết một chuyện, là nó đánh hạ hết tất cả giang hồ ở chợ cũ, chỉ bên phường 2 luôn đó anh. Với cái nữa là nó đang kiếm thằng có hình xăm chông chóng trên cánh tay. Mày nói với thằng đó muốn gặp thằng xăm chông chóng thì tới tìm dưới hẻm cục. Đi. Dạ đi. Dạ đại ca. Có em đi đại ca. Tạm bóp.
Nếu muốn gặp thằng có hình xăm chóng chóng thì đến gặp Dượng hẻm cùng. Mẹ ơi, con sắp gặp được mẹ rồi. Mẹ chờ con thêm một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Tiếp đón hoành tráng quá vậy. Thằng có hình xăm chong chóng đâu? Cái đó hả? Tụi bay mà không nói, ngày này năm sau chính là đám giỗ của tụi bay. Mày là thằng Nguyện đó hả? Vô phép vô tắc. Lần đầu tiên gặp đàn anh mà không biết chào sân là gì hả mày? Mẹ của tao đang ở đâu? Mẹ gì? Mày đã đưa mẹ tao đi đâu rồi? Nói. À, thì ra mày tới quậy tung khu vực này, đánh tan tác đàn em của tao. Chỉ là chuyện đó thôi. Muốn tìm mẹ mày hả? Đừng có nói nhảm nữa. Nói đi. Không cần biết. Tao chỉ muốn biết thằng nào dám tới đây đánh đàn em tao. Tao kêu mày tới đây là để dạy cho mày một bài học miễn phí đó. Còn mày muốn tìm con mẹ bỏ nhà theo trai của mày á, đi chỗ khác mà tìm. Đồ đi. Mẹ tao không có cháu trai, mẹ tao bị bắt cóc. Cút. Mẹ tao đang ở đâu? Tao. Mẹ tao đang ở đâu hả? Không biết hả? Không biết hả? Vẫn không biết hả? Tao không biết thiệt mà. Ca tao có xăm mình này, tao bất chước thôi, tao xăm lớn. Có thật sự là mày không biết mẹ tao đang ở đâu không hả? Tao xin lỗi, tao không biết. Cái người mà mày kêu là đại ca giờ đang ở đâu? Chạy đâu? Tao nghe nói ông ra tù
Rồi ông rửa tay gác kim luôn. Bây giờ ông đang làm đâu đó trong một tiệm bánh đó. Tiệm bánh hả? Trong tiệm bánh. Nó tiệm bánh. Đừng đâu. Tiệm bánh lâu năm nhất ở trong cái vùng này. Tiệm bánh ra đi. Tiệm vua bánh mì.